Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Có một điều Dinoman tôi gặp phải khá thường xuyên khi làm nội dung về khủng long trên các kênh mạng xã hội, đó là vẫn còn nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa khủng long và một số nhóm động vật khác, nhất là những nhóm có quan hệ gần gũi với khủng long về mặt tiến hóa. Thật ra đây là một vấn đề phổ biến trên khắp thế giới, đến cả truyền thông quốc tế cũng thường xuyên gọi nhầm chứ không chỉ có ở Việt Nam. Bản thân tôi trước đây cũng thường xuyên nhầm lẫn. Nếu bạn là fan của bộ truyện Doraemon giống như tôi thì nhiều khả năng bạn sẽ biết đến tập truyện dài có nhan đề Chú Khủng Long của Nobita. Chú Khủng Long Pisuke trong câu chuyện này thực chất là thuộc một loài trong nhóm Plesiosaur, dịch ra Hán Việt là xà cánh long hay thuần Việt hơn là thằn lằn cổ rắn, một nhóm bò sát biển từng tồn tại cùng khủng long trong khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên vì tựa đề này của tác giả mà đương nhiên là những bạn nhỏ đọc tập truyện đều tưởng Pisuke là khủng long thật sự. Trong trường hợp tập truyện dài Chú Khủng Long của Nobita thì dù sao nó cũng đã được tác giả sáng tác hàng chục năm trước, thời mà hiểu biết của đại chúng về khủng long cũng khá nhập nhèm nên tác giả có nhầm lẫn là chuyện có thể hiểu được. Tuy nhiên cho đến tận năm 2023 thì vẫn có nhiều phương tiện truyền thông mắc phải sự nhầm lẫn tương tự khi gọi những nhóm động vật không phải khủng long là khủng long, mà phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình thì thường là nơi mà phần đông mọi người tiếp nhận thông tin mỗi ngày nên họ mà nhầm thì tất yếu dẫn đến người đọc, người xem cũng nhầm theo. Trong vòng 10 năm đổ lại đây thì các nhà cổ sinh vật học, các tạp chí khoa học cũng như nhiều người am hiểu về thế giới cổ sinh đã cố gắng giải thích sự khác biệt giữa khủng long và các nhóm bò sát cổ đại khác. Chẳng hạn như bài viết năm 2010 trên tạp chí của viện Smithsonian, tại sao rực long không phải là khủng long, hoặc bài viết khủng long, rực long và các loài bò sát cổ đại khác, những sự khác biệt lớn đăng trên Forbes. Những nỗ lực này có vẻ đã thành công với nhóm những người quan tâm đến thế giới khủng long, nhưng chưa chắc đã tác động nhiều đến đại chúng. Ở đâu đó, người ta vẫn sẽ thấy khủng long bị đánh đồng với những họ hàng bò sát khác, và chúng ta không thể chắc chắn điều này sẽ sớm thay đổi. Vì vậy, trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tổng hợp 5 nhóm động vật thường bị nhầm với khủng long và tại sao chúng không phải là khủng long nhé. Ai chưa biết thì hãy xem cho biết, mà ai biết rồi thì cũng xem cho rõ ràng thêm. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Điều khiến chúng ta thường xuyên nhầm khủng long với các nhóm động vật khác đó chính là định nghĩa đã quá cũ kỹ, sơ sài và thiếu chính xác của chúng ta về khủng long. Trong trường hợp này thì nhiều người căn cứ vào hai chữ khủng long và định nghĩa rằng bất cứ con gì giống bò sát, sống ở thời cổ đại, có ngoại hình to lớn, khủng khiếp và đáng sợ thì đều là khủng long. Thật ra thì đó chính là những ấn tượng ban đầu của con người chúng ta khi phát hiện ra khủng long và định thuật ngữ cho chúng. Nhưng theo thời gian chúng ta mới nhận thấy định nghĩa này không chính xác. Có rất nhiều loài khủng long có kích thước nhỏ nhắn, ngoại hình của chúng không đáng sợ, không khủng khiếp những gì chúng ta mường tượng. Vậy điều gì có thể giúp chúng ta dễ dàng phân biệt khủng long với những nhóm động vật thường bị nhầm là khủng long? Có thể có nhiều gạch đầu dòng ở đây, nhưng đặc điểm quan trọng nhất và cơ bản nhất đó chính là tư thế của đôi chân. Ở những loài bò sát khác như cá sấu thì đôi chân của chúng có tư thế chõi ra hai bên, xương đùi của chúng gần như song song với mặt đất. Khi chuyển động như đi hay chạy thì cơ thể của chúng sẽ đánh từ bên này sang bên kia. Trong khi đó thì khủng long có thể đứng với đôi chân nằm ngay bên dưới cơ thể của chúng, một cái lỗ nằm trong hốc khớp hông cho phép chúng đứng thẳng, từ đó có thể chạy nhanh hơn và lâu hơn so với các loài bò sát có cùng kích cỡ. Đó chính là điểm cơ bản nhất để phân biệt khủng long và các nhóm bò sát khác. Và tiếp theo thì hãy đến với phần nội dung chính của chúng ta, những cái tên hay bị nhầm với khủng long nhất. Số 1. Pelycosaur. Pelycosaur có nghĩa là thằn lằn rìu. Chúng sống chủ yếu trên cạn cách đây khoảng 310-260 triệu năm, từ rất lâu trước khủng long. Dù được gọi là thằn lằn nhưng thực chất Pelycosaur có quan hệ gần gũi với các loài động vật có vú hơn. Cách gọi thằn lằn là do hiểu biết chưa đầy đủ của các nhà khoa học trong thời kỳ đầu khám phá đến nhóm động vật này. Và về sau thì tên gọi Pelycosaur không còn được ưa dùng nữa cũng vì lý do trên. Cho đến lúc này thì loài Pelycosaur nổi tiếng nhất và cũng thường xuyên bị gọi nhầm là khủng long nhất đó chính là Dimetrodon, một loài ăn thịt dài đến 3 mét với cánh buồm ở trên lưng. Cánh buồm này được tạo thành từ những gai thần kinh giống như ở Spinosaurus và được cho là có công dụng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hoặc hấp dẫn bạn tình. Pelycosaur là những động vật một cung bên nguyên thủy, tức các động vật có xương sống sở hữu hộp sọ có một lỗ thái dương đằng sau mỗi hốc mắt, trong khi bò sát có hai. Động vật có vú trong đó có chúng ta chính là những đại diện duy nhất còn tồn tại của động vật một cung bên. Số 2 là Ichthyosaur. Ichthyosaur có nghĩa là ngư long hay thằn lằn cá.
có niên đại 250 đến 90 triệu năm trước và sống ở biển. Cái tên của chúng đã gợi ý khá nhiều về hình dạng của những sinh vật này. Các loài thuộc nhóm ngư long có hình dạng rất giống cá heo hiện đại, với cơ thể dạng thuôn để trở thành loài màu sắc biển có tốc độ nhanh nhất. Cũng giống như các loài động vật có vú sống ở biển thì chúng hít thở không khí để con và rất có thể là những loài máu nóng. Ngư long có đôi mắt to để nhìn rõ trong nước, với đuôi thẳng đứng giống cá ngừ, và một số loài còn có cả vây lưng nữa. Người ta không biết nhiều về tổ tiên của thằn lằn cá, những loài bò sát sống trên cạn nhưng đã quay trở lại biển, cũng như lý do chúng tuyệt chủng. Họ chỉ biết rằng thằn lằn cổ rắn đã thay thế chúng để trở thành những kẻ săn mồi hàng đầu dưới biển. Chúng tuyệt chủng trước khủng long và không còn hậu duệ nào ngày nay. Số 3. Pterosaur. Pterosaur có nghĩa là rực long hay thằn lằn có cánh, bắt đầu xuất hiện từ khoảng 228 triệu năm trước và biến mất khoảng 66 triệu năm trước, gần như là tồn tại trong cùng một khoảng thời gian với khủng long. Chúng biết bay và là nhóm động vật có xương sống đầu tiên sở hữu khả năng này trước cả khi các loài chim xuất hiện. Cơ thể của rực long được tiến hóa để thích nghi tốt với việc bay khi có những chiếc sừng rỗng và nhẹ. Thay vì lông vũ, chúng có cánh làm từ mô mềm, tạo thành một tấm màng căng từ chân cho đến các ngón của chi trước. Rực long còn có thể chia làm hai nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất gồm các loài rực long có đuôi dài như Dimorphodon. Nhóm thứ hai được gọi là Pterodactyl, với những đại diện như Pterodactylus, hay động vật bay lớn nhất trong lịch sử là Quetzalcoatlus, với sải cánh lên tới 11 mét. Rực long và khủng long từng có một tổ tiên chung, và do sự gần gũi về mặt quan hệ tiến hóa cũng như niên đại, chúng thường bị nhiều người gọi nhầm là khủng long bay. Số 4. Plesiosaur. Như đã nói thì Plesiosaur thường được dịch sang tiếng Việt là sà cảnh long theo Hán Việt, hay thằn lằn cổ rắn nếu muốn thuần Việt. Chúng sống trong khoảng 205 đến 66 triệu năm trước, hầu hết cư trú ở biển, nhưng những phát hiện gần đây cho thấy có những loài thằn lằn cổ rắn sống ở các vùng nước ngọt. Đặc trưng của thằn lằn cổ rắn là có đuôi ngắn, chân chèo dài và cơ thể hơi dẹt. Thằn lằn cổ rắn cũng có thể chia làm hai nhóm dựa trên hình dạng đầu. Nhóm thứ nhất là thằn lằn cổ rắn điển hình, chẳng hạn như Elasmosaurus với cổ dài và đầu nhỏ. Nhóm thứ hai được gọi là Plesiosaur, gồm những chi như Plesiosaurus hay Leoplerodon, có cổ ngắn hơn và đầu lớn hơn. Plesiosaur là những động vật ăn thịt đầu bè mà có lẽ ăn được mọi động vật dưới biển, bao gồm cả những con thằn lằn cổ rắn nhỏ hơn. Cả hai dạng trên đều có thể dài đến 15 mét hoặc hơn, mặc dù ở các loài thằn lằn cổ rắn điển hình, cổ của chúng đã chiếm hết một nửa. Chúng hít thở không khí, đẻ con và có lẽ là động vật máu nóng giống như ngư long. Và vì sự nhầm lẫn của mình thì chúng ta thường gọi nhầm chúng là khủng long biển. Những họ hàng gần nhất còn sống ngày nay của thằn lằn cổ rắn chính là rùa biển. Số 5. Mosasaur. Cái tên Mosasaur bắt nguồn từ chi điển hình là Mosasaurus, có nghĩa là thằn lằn sông Meuse. Trong tiếng Việt thì chúng được gọi là thương long. Niên đại của các loài thương long nằm trong khoảng 90 đến 66 triệu năm trước. Thương long thuộc nhóm bò sát có vảy, nhóm động vật bao gồm thằn lằn và rắn thời nay. Tổ tiên của chúng thì giống với kỳ đà như rồng Komodo ngày nay. Thay vì di chuyển bằng cách uốn lượn cơ thể như lươn và rắn biển thì thương long lại bơi bằng cách quẫy đuôi giống như cá mập. Chúng không nhanh như thằn lằn cá nhưng là địch thủ đáng gờm của thằn lằn cổ rắn. Thương long nổi lên khá muộn nhưng nhanh chóng trở thành kẻ săn mồi đầu bảng, với những chi như Mosasaurus, Prognathodon và Tylosaurus thống trị truy thức ăn dưới đại dương. Các bạn có thể xem một video trước đây mà kênh làm về sự cạnh tranh vị thế thống trị đại dương của ba chi thương long này. Chúng cũng bị tuyệt chủng cùng thời điểm với khủng long khoảng 66 triệu năm trước. Có thể thấy, ngoài trừ Plesiosaur đã xuất hiện và tuyệt chủng trước khủng long từ khá lâu, thì những nhóm khác trong danh sách này tồn tại gần như đồng thời với khủng long. Tuy nhiên, trong khi khủng long thống trị trên cạn thì chúng thống trị các sinh cảnh khác như đại dương và trên không. Đa số các nhóm này cũng tuyệt chủng cùng với các loài khủng long phi điều sau sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận. Ngày nay, người ta vẫn thường xuyên tìm thấy hóa thạch của chúng cùng với hóa thạch khủng long, có phần xây dựng nên bức tranh toàn cảnh về đời sống thời tiền sử khi khủng long còn đang dạo bước trên trái đất. Nói là khác biệt nhưng không có nghĩa là tách biệt, bởi khủng long và những nhóm bò sát này đã từng sống cạnh nhau để tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh thời cổ đại. Việc tìm hiểu về chúng giúp bạn tìm hiểu thêm nhiều điều về khủng long nói riêng và sự sống trên trái đất nói chung. Tất nhiên, vừa rồi chỉ là 5 nhóm động vật phổ biến nhất thường bị gọi nhầm là khủng long. Như đã nói ở đầu video thì với cách định nghĩa đơn giản và sơ sài của chúng ta thì còn rất nhiều động vật khác, chủ yếu là bò sát, vẫn bị chúng ta đánh đồng với khủng long, chẳng hạn như chi bò sát cổ dài Tenistrophius và các họ hàng của nó, hay các loài trong nhánh thằn lằn chúa Acosauria, vốn là nhánh trước cả khủng long, cá sấu, rực long và đương nhiên là cả chim ngày nay. Ngay cả một số loài bò sát hiện đại như rồng Komodo, kỳ đà iguana, thằn lằn rây buồm thỉnh thoảng cũng bị gọi đùa là khủng long, mặc dù liên hệ giữa khủng long và chúng khá xa. Trong khi đó, chim mới chính là những hậu duệ gần nhất của khủng long thì hầu như chẳng ai nghĩ đến chuyện gọi chúng là khủng long cả. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về khủng long và không bị nhầm lẫn giữa khủng long với các nhóm bò sát cổ đại khác sống cùng thời.
Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới cũng như nội dung mới nhất từ Mê Khủng Long TV. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ, có một giấc ngủ ngon để luôn tràn đầy năng lượng vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.